Đây là cơ hội tuyến 2. 2-0 dành cho Sông Lam Nghệ An. Đó là những sai lầm của các cầu thủ Merian Quy Nhơn Bình Định và đây bị trả giá. Sĩ Hoàng. Và phạt bóng chính xác của thủ môn Đặng Văn Lâm. Sông Lam Nghệ An đang lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công. Một đường chuyền dài chính xác dành phía trên cho Văn Đức. Vẫn là Văn Đức. Đường chuyền vào dứt điểm. Không được. Hơi chần chừ trong pha bóng vừa rồi. Đó là pha xử lý của Alan. Nếu như tung ra tình huống dứt điểm sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, nhưng Alan đã quá rườm rà. Rất khéo léo Hồng Phước. Vẫn là Hồng Phước. Đường chuyền sai, đây là Olaha. Có một mình Olaha mà thôi. Vẫn là Olaha. Đường chuyền. Đợt tấn công nhanh của các cầu thủ bên phía Sông Lam Nghệ An. Dứt điểm. Không vào. Đó là pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm. Tốc độ của trận đấu đang diễn ra nhanh ở những phút này. Một cầu thủ bên phía Sông Lam Nghệ An có vẻ như đang bị đau, nhưng trận đấu vẫn tiếp tục. Đội khách đã có một pha dứt điểm nguy hiểm. Người vừa có pha cứa lòng vào góc xa đó là Văn Lương. Thủ môn Đặng Văn Lâm cũng đã phản xạ tuyệt vời để cứu thua. Với việc chiến thắng quan trọng trước đối thủ Cơ Động Khánh Hòa, được coi là trận đấu chung kết ngược, các thủ Sông Lam Nghệ An đang thi đấu tự tin. Đánh đầu! Olaha! 1-0 dành cho Sông Lam Nghệ An. Thật sự bất ngờ. Ở phút thứ 6 thì Olaha đã lập công. Quá bất ngờ. Chúng ta có thể thấy các cầu thủ Sông Lam Nghệ An họ đã nhập cuộc tự tin như thế nào. Đến pha dứt điểm thứ 2 thì các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã có bàn thắng mở tỷ số của Olaha. Pha không chuyến rất tốt của Olaha sau quả tạt của Long Vũ. Các cầu thủ bên phía đội chủ nhà đã theo rất sát nhưng không thể ngăn chặn tiền đạo bên phía Sông Lam Nghệ An bật cao đánh đầu, bóng bay vào góc xa. Thủ môn Đặng Văn Lâm chỉ biết đứng nhìn mà thôi. Olaha đã có 7 bàn thắng cho riêng mình ở mùa giải năm nay. Anh đang là chân sút chủ lực của Sông Lam Nghệ An. Với việc ghi bàn thắng dẫn trước, nó sẽ giúp cho tinh thần của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An thi đấu tỉnh táo hơn và phấn chấn hơn. Còn bây giờ chắc chắn Merian Quy Nhơn Bình Định sẽ phải dồn toàn bộ lực lượng. Và chuyển bóng hơi bất cẩn của Đặng Văn Lâm. Rất may là Đức Lợi cũng đã kiểm soát được tình hình. Đặng Văn Lâm không phải là một thủ môn chơi chân tốt. Và đá phạt có ý đồ của Long Vũ. Ngược tuyến hai không được. Quang Vinh. Đây là Sĩ Hoàng. Vẫn là Sĩ Hoàng. Cơ hội không được. Đánh bóng không trúng đích một chút nào của cầu thủ bên phía Sông Lam Nghệ An. Đó là pha đánh đầu của Long Vũ. Bóng thì quá xa so với khung thành. Olaha. Khá nhiều những đường chuyền hỏng của các cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Và nó tạo điều kiện cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An tổ chức tấn công. Đây là cơ hội tuyến 2. 2-0 dành cho Sông Lam Nghệ An. Đó là những sai lầm của các cầu thủ Merian Quy Nhơn Bình Định. Và đây bị trả giá. Người ghi bàn đó là Quang Vinh. Lần thứ 2 Sông Lam Nghệ An vươn lên. Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã tận dụng tốt cơ hội của mình để ghi bàn thắng. Và đó cũng là bàn thắng thứ 2 của Quang Vinh ghi được ở mùa giải này. Trước đó là tình huống hai cầu thủ bên phía đội chủ nhà cũng đã va chạm với nhau trên không. Và bóng bật ra đến đúng vị trí của
Quang Vinh, và chúng ta có thể thấy một pha băng vào dứt điểm quá mạnh, môn Đặng Văn Lâm không thể cản phá. 2-1 dành cho Sông Lam Nghệ An. Hà Lan đã có bàn thắng quân bình tỷ số, và bây giờ Sông Lam Nghệ An lại vươn lên với ghi bàn đó là Quang Vinh. Lần thứ hai đội khách vươn lên dẫn trước. Đó là những sai lầm của các cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Trước đó là những đường chuyền hỏng. Thêm một đường chuyền hỏng nữa và các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã giành lại bóng rồi. Rất nhanh. May cho các cầu thủ bên phía đội chủ nhà là Đặng Văn Lâm đã băng ra. Trong pha bóng vừa rồi thì Quang Vinh hơi vội vàng. Văn Lương, Olaha, Văn Lương không vào. Quá đáng tiếc cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Khuôn mặt lo lắng của trung vệ Maclon vì anh không có mặt ở trong trận đấu ngày hôm nay, thì chúng ta có thể thấy hàng thủ của Maryland Quy Nhơn Bình Định đang thi đấu chệch choạc như thế nào. Pha phối hợp rất hay giữa Olaha và Văn Lương. Bây giờ lại giúp cho Sông Lam Nghệ An tổ chức tấn công. Long Vũ. Cơ hội. Không được. Pha xoay người dứt điểm rất nhanh của Quang Vinh. Đúng là các cầu thủ Maryland Quy Nhơn Bình Định họ luôn tạo ra những tình huống nguy hiểm cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Đó là những đường chuyền sai địa chỉ. Và để cho đội khách giành lại bóng, sau đó tổ chức tấn công nhanh nguy hiểm. Olaha. Đường chuyền rất tốt của Olaha. Dứt điểm từ xa, không vào. Đó là pha dứt điểm từ xa của Văn Lắm. Olaha đã chuyền cho Đặng Văn Lắm có khoảng trống và anh đã ngắm nghía. Sau đó tung ra một tình huống dứt điểm, bóng đã đi chạy cột dọc. Chúng ta cùng xem lại tình huống sút bóng rất tốt của Văn Lắm. Bóng đi rất căng. Nếu đây là trận thua sẽ là trận thứ 3 Maryland Quy Nhơn Bình Định đã không biết chiến thắng. Trước đó là 2 trận hòa. Olaha dứt điểm không vào. Đó là phản xạ tuyệt vời của Đặng Văn Lâm. Olaha cũng đã thấm mệt rồi, nhưng vừa rồi anh đã tung ra pha dứt điểm gây khó chịu cho thủ môn Đặng Văn Lâm. Bóng đi đập đất. Quá đông cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Quang Vinh tấn công nhanh. 4-2. Quá đáng tiếc cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An trong pha bóng vừa rồi. Đường chuyền quá mạnh của Quang Vinh. Đã có tình huống 4-2 mà họ có chuyền bóng hỏng. Tình huống lăn xả. Không có lỗi, trận đấu vẫn tiếp tục, có kịp không? Olaha, bóng vẫn trong sân. Olaha. Đường chuyền, cơ hội, không vào. Quá đáng tiếc, nếu như đó là bàn thắng sẽ là dấu chấm hết đối với Maryland Quy Nhơn Bình Định. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.